Xin mến chào tất cả quý vị, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Viết Phú. Hôm nay thì em đi đến cái quầy hàng điện tử, đây là đồ mới. Đây là một quầy chuyên bán hàng của Bot. Rất nhiều bác hỏi về hàng Bluetooth của Bot, em sẽ đến hàng quầy của Bot em quay luôn. Đây là cái tai nghe của Bot này, tai nghe thì em sẽ không quay nữa. Và em sẽ quay qua sơ cho nó sẽ là giá tầm 3,6 triệu đến tầm 6 triệu, 8 triệu một cái tai nghe như này. Đấy, thì đây là trên này cũng thế, tầm 8 triệu một bộ như này. Còn bên này là em sẽ quay, này em quay sẽ các cái loa Bluetooth và loa để máy tính của Bot cho bác xem, vì rất nhiều bác hỏi về loa Bluetooth và loa Bot của Bot và cái loa máy tính của Bot. Đây thì đây rất nhiều, tất cả trước mặt em đây là loa Bot hết. Em sẽ quay cho bác từng cái một cụ thể. Đầu tiên là một con loa USB của Bot. Con này là Bot 146-1021. Con này có tên nó là Sling Micro BLK. Màu đen này. Đấy, có 3 màu. Đen, màu này gọi là màu đồng, gần như màu đồng. Con này là màu tím than. Con này có giá là 3 triệu nha bác, con tí này thôi, 3 triệu đồng đấy. Đây là cái mô hình cho nó, không phải là một cái hàng nhé. Là mô hình người ta có khóa các cái thứ. Nó pin của nó tối đa là 6 tiếng. Còn nó có chống nước IPX7 à. Có Bluetooth. Có hai loa gì nhỉ? Hai cái bát ở trong. Đấy, mã nó nhá. Sling Micro BLK, Sling Micro ORG, màu này gần như màu cam, màu đồng, màu orange. Còn này blue. Còn này là black. Màu đen. Rồi tiếp theo là sang một mã khác cũng của Bot tiếp. Đây là một con 144-3643. Con này thì có NFC, có chống nước IPX4, có Bluetooth, USB. Con này pin tối đa nó 8 giờ, nó to hơn, màu xanh này, màu xanh. Đấy. Nó to hơn. Thì vì họ để mô hình là chính nên là nếu mình mua thì họ sẽ đưa hàng thật ra cho mình coi. Nên dưới này là các cái hộp của nó. Và dưới này là cái con bé bé em vừa quay trên cùng này. Cái hộp của nó đấy. Đấy. Và tiếp theo là một con Bot khác đi. Và cái con Bot này thì có hai màu, đen và xanh. Tiếp theo là một con Bot. Con này khá nặng tay, tí tí nhưng mà nó phải hơn cân. Con này có giá hơn 5 triệu. Mã của nó là 14168123. Rồi thì nó không có, nó là tên nó là Sling Mini 2SEBLK Black. Đấy. Con này là Black, còn nó chỉ có một màu. Không thấy diện màu khác ở đây. À, có một màu trắng này. Hộp hai nó có hai hộp này, màu trắng và màu đen. Tiếp theo là có hai con Bluetooth khác gần giống nhau nhưng to nhỏ khác nhau. Đây là Sling Rover VE Black. Con này có giá là khoảng tầm hơn 5 triệu rưỡi. Khá đắt. Đấy. Nó không có thông tin cụ thể lắm nhưng nó cũng có một số cái đơn giản như là IPX4 tối đa 12 giờ pin, Bluetooth speaker, hai cái stereo, có hai loa stereo. Loa bên này là Soundlink Revol. Cộng bên này là có Revol E không cộng, còn Revol cộng này. Con này thì pin nó cao hơn, nó to hơn, pin 16 tiếng. Nó còn chức năng thì nó cũng gần như bên kia, nâng cấp chút của con bên này, của IPX4. Giá của nó là tầm 8 triệu con này. Chà, đắt quá. Và đây là con Bot to. À chà. Đấy, đây nó con này nó nút cảm ứng hết, em vẫn ok này. Đấy, nó nhảy đấy, đấy. Vì cái điện thoại em đang còn quay video cho bác nên em không kết nối được máy tính loa để em nghe thử. Thì con này có mã là Home Speaker 5, có giá là hơn 10 triệu. Đấy. Hơn 10 triệu, con này Speaker 500 đây, Wi-Fi Bluetooth, có Wi-Fi luôn.
rất là đẹp. Con này nặng phết đấy, cũng lên tầm 2 cân. Và đây là con thu nhỏ của nó, Speaker 300. Chả là màu đen hơi khó nhìn một chút, nếu bác chỉ có nhìn cái tem của nó giúp em. Con này là Google, Amazon, Alexa đều bán hết à. Wi-Fi, Bluetooth, Apple, AirPlay cũng chơi được luôn. Con này thì giá rẻ hơn một chút. Con này thì có giá là khoảng tầm 7 triệu. Con bên này thì 10 triệu, con này thì 7 triệu. Con như này. Và tiếp theo là một con Bot Portable Home Speaker. Con này pin cũng 12 tiếng, có Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay chơi được luôn. AirPlay 2 luôn đấy. Đấy, con này có giá 9 triệu mà. Chả quay, quay sạch. Và nó buộc cái dây sau sạch được lên. Dưới này là một con sao tút 3B. Con này có giá 8 triệu. À, tầm vài ba cân. 3 cân 2. Thì công suất của nó thì không thấy ghi ở đây. Con này có kết nối USB, có kết nối Bluetooth, kết nối có dây sạc AC. Đó là con trước mặt đây nhá. Nó rất đẹp, khá đẹp. Chữ Tây Ban Nha, Trung Quốc rồi gì có hết. Bên này là một con mà có khá nhiều bác có ưng con này. Đây là con Bot Soundtooth 10 Black. Con này thì nhiều bác hỏi con màu trắng. Con này có giá là hơn 4 triệu nhá, nặng 1 cân rưỡi. Hơn 4 triệu. Thì tất nhiên là cũng Bluetooth, có Wi-Fi, CC kết nối, có Soundtooth. Ở bên cạnh đây là có hai cái loa. Con này là loa để loa máy tính thôi. Máy tính nhưng mà nó cũng rất là đắt. Con màu trắng này có giá là tầm hơn 6 triệu nha bác. Rất đắt. Tí này mà đắt thế nhỉ. Con 6 triệu một cái như này. Mã của nó là 1414 1348. Mà có tên của nó là Companion. Companion 20. Đấy. Loa máy tính như chắc cũng ít bác hỏi. Thì bên này là một con cũng loa máy tính khác của Bot. Con này thì có luôn cả cái này cắm vào đây luôn à. Chất quá nhỉ. Này có cục cắm vào đây, chứ không cắm trực tiếp vào đây cũng được. Cắm vào đây cũng được. Thì có giá là khoảng tầm hơn 2 triệu rưỡi tí. Con này nặng 1 cân 6. Tên của nó là Companion 2. Đấy. Đây là một số con của Bluetooth của Labot. Mình quay cho bác tham khảo. Còn sang bên này là có mấy con của JBL, xong đi nằm đây em quay luôn thể. Mấy con làm một tút. Đây là một con JBL. Nhiều bác hỏi JBL lắm mà em chưa lấy được. Mà trên mạng thì nó bán những con này khoảng tầm nửa giá so với đây. Hàng cũ. Con này là JBL 1422463. Tên là JBL Charger 3 Black. Đấy. JBL Charger 3 Black, con này khoảng tầm gần 3 triệu. Con này có trọng lượng 0,8 cân, USB, có Bluetooth, IP7 chống nước. Đấy. Rồi, cái hình của nó đấy. JBL là to hơn. Bên này là Sony. Bên này là con Sony S RXXB32. Con này có giá đang bán là 4 triệu hơn. Con này có nặng 1 cân. Nó có USB. Không thấy có ghi Bluetooth à. USB này. 24 tiếng giờ, 24 giờ pin này. Không thấy ghi có micro USB. Không thấy ghi Bluetooth. Không thấy ghi kết nối ở đây. Có USB, có trọng lượng, khối lượng. Không thấy ghi Bluetooth này. Con này hơn 4 triệu nhưng mà có hai màu xanh và đen. Con này chắc chắn là có Bluetooth rồi mà sao không thấy ghi ở đây. À, có Bluetooth đây, có ghi đây rồi. Đấy. Bên này là một con của Altec. Altec tên khá lạ. Con này có giá là 1 triệu 6. 1 triệu 7 cái hàng mới. Mới tinh tinh. Đẹp không? Đấy thì có mã của nó là AOBTSB06BK. Là Black, BK là cái tắt của chữ Black. Xem lắp ráp máy in ở Việt Nam rất là lâu rồi thì màu BK là
là màu đen là viết tắt của chữ black, còn white WP thì nó là viết tắt của màu trắng. Không biết là có gì thay đổi không. Như thế này là một con loa Sony có rất là nhiều màu. Đây, 1, 2, 3, 4 màu. Mã của nó là Sony RSXB22LC. Con này giá là 3 triệu nha bác. Con này thì có pin là 12 tiếng, cũng có Bluetooth, có dây nguồn, có thứ. Nói chung hàng mới thì đầy đủ hết thông tin, đầy đủ hết các cái phụ kiện. Con này có giá là chưa đầy 1 cân, 7 lạng. Cáp USB luôn. Đây một xanh con lại gần ra coi. Tất nhiên là sản xuất từ Made in China rồi, nhà máy của nó là ở Trung Quốc. Cái này là một con nhỏ, này có giá là gần 2 triệu, nhỏ nhưng mà nó lại có võ. Cũng như là thông tin nó Bluetooth, rồi có micro USB các thứ, 5W, 4 màu, cam, đen, xanh và silver. Pin nó 16 tiếng. Và cũng rất là nhiều loại, dưới này rất nhiều loại loa để bàn khác, loa để máy tính khác. Dưới bên này có thêm mấy con của Sony cũng Bluetooth này. Echabac, mấy con nhỏ này thì em không thấy các bạn nào hỏi cả. Trên này có Creative. Creative này thì cũng không thấy bác nào có hỏi thăm. Con này giá cũng tầm 1 triệu 3. Anker này thì cũng giá tầm 1 triệu 2, hơn 1 triệu 2 tí. Đây con JBL này có giá là 800 nghìn. Tí tí này. Hàng mới. Và đây là một con Panasonic. Panasonic này là SCO05WTNG, có giá là 700 nghìn. Con Panasonic như này. Và bên này là một con của đấy, Boss. Con Boss trắng này có giá hơn 5 triệu, đắt quá. Đó, con này là của Sauco. Sauco con này có giá 1 triệu. Đây. Sauco Made in China, Sauco Motion Q. Input 5V, 1A. Có Bluetooth, có cái thứ. Con nút bấm ở trên này. Màu này màu vải, cái này làm bằng vải bọc bên ngoài. Đó. Đây là mấy loa để máy tính của Logicozy hay là Logico hay Creative các thứ. Ở đây là có mấy cái loa Bluetooth của Tank Rover. Ai chà, vừa đi chơi vừa người anh đàn này Bluetooth này, có giá 1 triệu nhá. Con này có giá tầm 1 triệu 2 đấy. Đây con này hiện nay có mấy con Bluetooth khác của thằng Watergroup hoặc JBL. Con JBL này có giá 1 triệu 7 nha bác, hơn 1 triệu 7 tí này. Mấy con sau boom này thì Bluetooth này là của thằng gì ấy? Sau boom luôn. Con này có giá tầm 800 nghìn, chưa đầy 800 nghìn, 4 con này. Thì đây là một số con Bluetooth người ta đang bán ở cái quầy hàng mới. Thì có rất là nhiều con, của từ Boss cho đến Creative JBL, rất là đẹp. Thì em quay review cho các bác xem một chút cái hàng mới, xem nó có hứng thú không, hơn so với hàng cũ không. Thì em cũng sẽ order được những cái hàng mới như thế này. Thì em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái video của em. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần khác.